Hello, xin chào mọi người. Và trong kỳ máy quay là một bạn khách hàng rất là xinh đẹp và dễ thương đúng không ạ? Hôm nay bạn vừa qua đi cây để thực hiện là hair chop lông mày xong thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với bạn một chút nhé. Chào Hương, Hương có thể gửi một lời chào đối với các bạn đang theo dõi livestream hôm nay được không? Xin chào các bạn. Hương có thể chia sẻ lý do tại sao Hương lại quyết định chọn đi cây trong rất là nhiều thương hiệu phương xăm hiện nay để gặp cặp lông mày của mình không nhỉ? Thực ra thì từ trước đến giờ là mình đã có cũng là đợt trước là cũng có làm lông mày ở những cái cơ sở khác rồi. Tuy nhiên thì thứ nhất là bởi vì mình chọn DK ấy, là bởi vì thứ nhất là ai cũng biết là DK nó cũng là một thương hiệu rất là nổi tiếng. Thế nên là khi mà được bạn bè người thân giới thiệu qua ấy, thì mình cảm thấy rất là tin tưởng. Thứ hai nữa là về phần màu mực, tại vì trước đây là lông mày của mình ấy là đã từng là bị làm hỏng một lần rồi, và nghĩa là sau một thời gian dài thì cái màu mực của mình thì nó bị chùa đỏ, và mình cảm thấy rằng là cái nó sẽ không được thẩm mỹ. Khi mà người khác nhìn vào người mình sẽ không cảm thấy là mình không tự tin nữa. Thế nên là khi mà qua DK này ấy, thì mình cũng có hút và mình làm lại mới, thì mình cảm thấy là rất là ưng đối với cái lông mày hiện tại này của mình, và mình sẽ giới thiệu cho người thân cũng như là bạn bè của mình có thể là qua DK để trải nghiệm các cái dịch vụ làm môi và lông mày ở tại DK. Như Hương giới thiệu như vậy chứng tỏ là Hương rất là hài lòng với cặp lông mày này đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ nhờ ống kính zoom cận một chút về cặp lông mày của Hương vừa thực hiện hair chop để mọi người biết tại sao là Hương lại hài lòng như vậy nhé. Thì chúng ta có thể thấy đây là cặp lông mày của Hương sau khi vừa thực hiện hair chop xong, và với tình trạng là làm mày đã lâu mà cái laser tại DK thì xử lý hoàn toàn cái lớp nền cũ, thì chúng ta có thể thấy là gần như là trả cái nền là đẹp nhất, trong nhất. Đây. Và đây là cặp mày sau khi vừa thực hiện hair chop thì các sợi mày được xếp siêu thực, siêu tự nhiên đó, và phần đuôi hụt thì cũng được thêm vào những sợi hair chop đan xen xếp rất là bay bổng, và dáng mày thì rất là nhẹ nhàng, và đặc biệt là mặc dù vừa thực hiện xong nhưng không hề có dấu hiệu sưng nề hay tổn thương gì cả. Đó. Hương ơi, thì những cái lời nhận xét của Hương đã rất là có cánh dành cho DK rồi, thì Hương có thể chia sẻ một chút là cái quá trình làm máy ấy, thì Hương có đau hay là khó chịu, và cái sự chăm sóc của các đội ngũ DK đối với Hương như thế nào được không? Thực ra thì đấy, như lúc đầu mình chia sẻ ấy, là mình cũng đi có khá là nhiều những cái thẩm mỹ ở tại Việt Nam rồi, thì thực ra thì để mà đến DK ấy, mình thấy thực sự là các bạn ấy phục vụ rất là tốt, cái dịch vụ rất là, thứ nhất là về các bạn nhân viên tư vấn này, thì khi vào thì các bạn ấy cũng rất là nhiệt tình. Mình cũng cảm thấy rõ ràng qua cái sự nghĩa lời nói này, các bạn ấy tư vấn cho mình này rất là kỹ càng. Bởi vì thực ra mình cũng từng là một người mà khi mà làm lông mày ấy là đã bị hỏng rồi, mình cảm thấy rất là lo âu khi mà sử dụng tiếp cái dịch vụ khác mới tiếp theo đó. Đó thì mình cũng cảm thấy rất là thoải mái này. Đó, thứ hai nữa là về vấn đề làm, thì trong lúc làm thì các bạn chuyên gia cũng rất là chuyên nghiệp. Khi mà mình đau ấy hay như thế nào đó thì các bạn bảo là thôi chị ơi, mình có cố gắng là cố chịu một chút giúp em, và các bạn cũng có vỗ về mình cảm thấy là rất là an tâm ấy khi mà mình sử dụng cái dịch vụ ở tại DK. Nói chung là về dịch vụ và về các bạn nhân viên DK, thực sự là mình không có gì là phải bàn nữa, mình rất là hài lòng. Tức là hôm nay Hương đến DK là Hương đã có một cái trải nghiệm rất là hài lòng về cả sản phẩm này, chất lượng và cả dịch vụ đúng không? Và như Hương có chia sẻ là đôi khi sẽ hơi châm chích một chút thì lại đã được nhân viên của DK gọi là vỗ về. Đấy, rất là nhẹ nhàng đó. Thì thành ra mình có thêm động lực để mình cảm thấy là ok, mình thêm một chút nữa thôi là mình có một cặp lông mày đẹp rồi đúng không? Thì không biết là Hương với cái sự hài lòng này thì Hương sẽ có một lời nhắn nhủ gì để cho chị em có thêm động lực để đi làm đẹp không? Tại vì cái thời điểm này là cái thời điểm sắp hè ấy. Đây là cái thời điểm mà rất là nhiều chị em sẽ chuẩn bị cho ra đời những cái bức hình selfie đúng không? Cho nên là Hương nhắn nhủ để chị em tự tin đi làm đẹp thôi nhá. Thì cũng có lời nhắn nhủ đến các chị em là nếu như mà ai mà cảm thấy là chưa tự tin như mình, hoặc là có một đôi lông mày mà chưa được hoàn hảo như lượt trước là mình đã từng làm hỏng đó, thì là các bạn hãy qua ngay đi cây đi, tại vì không cần phải không tin tưởng hay là gì thêm nữa đó, mà mình cứ đến để qua để trải nghiệm dịch vụ, và mình cảm thấy là rất hài lòng, và cũng cảm ơn là đội ngũ của đi cây đã mang đến cho mình một cái dịch vụ mà mình cảm thấy là thoải mái, hài lòng đó, và cũng có một cái lông mày đẹp.
và chút đi cây là có thể là sẽ làm ăn phát đạt hơn so với thời điểm bây giờ và ra nhiều dịch vụ mới hơn để bên mình có thể trải nghiệm. Thế cảm ơn Hương nhé. Và như Hương chia sẻ thì đi cây ngoài về mày mua mí thì đúng là bây giờ đi cây có thêm dịch vụ về chăm sóc sắc đẹp và spa nữa. Thế là mong rằng Hương sẽ cùng với đi cây đồng hành trên con đường làm đẹp của mình nữa và Hương sẽ tham khảo thêm những cái dịch vụ làm đẹp khác của đi cây để cùng chúng ta có thể cùng nhau đồng hành trên con đường này nhé. Cảm ơn đi cây rất là nhiều. Xin chào và cảm ơn Hương nhé và cũng xin chào bạn. Hẹn gặp lại các bạn live stream tiếp theo và có tư vấn gì cần thắc mắc thì hãy inbox lên cho fanpage được tư vấn tốt nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào mọi người.